Đây cái nhà ga Suối Tiên, đây nhà ga thứ hai, nhà ga số 3 đây. Đây là nhà ga thứ tư, thứ năm gì rồi. Cái nhà ga tiếp theo. Tại sao gọi là ngã tư MK các bạn? Đây nhà ga tiếp theo ha, nhà ga số 7 từ cái huyện. Đó, tuyến metro đang chạy thử đây các bạn. Ga số 8. Nhà ga Gạch Chiếc nha các bạn. Nhà ga bắt đầu nhà ga số 9. Đây nhà ga số 10. Nhà ga Thảo Điền và đây là cái nhà ga nổi cuối cùng. Từ Depot Long Bình về đến đây nhà ga Tân Cảng, nhà ga thứ 11 trong tổng 14 nhà ga. Rồi hello chào tất cả các bạn ha. Thì tiếp tục video tiếp theo chúng ta sẽ đi về Sài Gòn lại. Sẵn rồi quay các bạn coi cái tuyến đường metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Ta xuất phát từ ngay chỗ Depot Long Bình, nó thuộc thành phố Thủ Đức, khi xưa nó là thuộc quận 9 đó các bạn. Đây là tuyến đường sắt đô thị metro số 1 đầu tiên tại thành phố. Cái dự án này được phê duyệt vào năm 2007 đến năm 2008 chính thức khởi công xây dựng các bạn. Bây giờ là được 16 năm rồi ha. Vẫn chưa đưa vô hoạt động. Rất nhiều lần trễ hẹn. Phía bên trái chúng ta trước mặt đó là bến xe miền Đông mới. Cũng đưa vô khai thác hoạt động cách đây 4 năm rồi, năm 2020. Nhưng rất là vắng do nó nằm ở xa vị trí trung tâm của thành phố. Đây cái nhà ga Suối Tiên, nhà ga đầu tiên. Thì tuyến metro Bến Thành Suối Tiên này nó có tổng chiều dài là khoảng 20 cây ha, từ Depot Long Bình ngay từ đây về đến Bến Thành là khoảng gần 20 cây ha các bạn. Nó bao gồm 14 nhà ga, trong đó có 11 nhà ga trên không và 3 nhà ga ở dưới lòng đất. Xuống đến Ba Son là nhà ga dưới lòng đất, đến nhà hát Bến, nhà hát thành phố và cái nhà ga trung tâm, nhà ga Bến Thành. Còn đây chúng ta sẽ gặp 11 cái nhà ga ở trên cao. Nhà ga đầu tiên hồi nãy chúng ta thấy đó, nhà ga Suối Tiên ha. Đây từ nhà ga Suối Tiên, cái đường dẫn chạy qua cái xa lộ Hà Nội. Bắt đầu nó đi nhánh bên này, đường này gọi là đường song hành xa lộ Hà Nội các bạn. Tuyến xe buýt đến đây hoành lại để đi vô trong khu Đại học Quốc gia. Tuyến đường sắt trên cao đây sau mười mấy năm khởi công xây dựng vẫn ì ạch, thì theo dự kiến là đang chạy thử từ tháng 5, tháng 6, tháng 7 các bạn, và trong tháng 8 bắt đầu là chuẩn bị tập huấn cho nhân viên. Theo dự kiến là cuối tháng 10 nè, coi như là cuối năm á,
cuối năm 2024 này sẽ chính thức đưa vô vận hành thương mại. Mỏi mòn chờ đợi. Đây chúng ta bắt gặp cái đường bộ hành đầu tiên. Thì có tổng cộng đâu đó là khoảng 9 cây cầu bộ hành để kết nối vô cái hệ thống tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên nha các bạn. Phải hoàn thành những cái đường đi bộ kết nối vô nhà ga thì mới tiến hành chạy thương mại được. Hôm nay chúng ta sẽ đi quay khảo sát coi cái đường bộ hành đó nó đi tới đâu rồi. Đây nhà ga thứ hai. Nhà ga này có tên là nhà ga Đại học Quốc gia các bạn. Phía bên trái chúng ta chạy song song là đường xa lộ Hà Nội, năm xưa gọi là xa lộ Biên Hòa. Đường này là đường có tên là song song với đường xa lộ Hà Nội, bởi vì nó chạy song song. Đường này giờ cũng hoàn thiện ngon lành rồi, bây giờ là đường xe gắn máy chạy ở trong này. Hướng này là đi về ngã tư An Sương, là quẹo ra đường xa lộ Đại Hàng năm xưa các bạn. Đến đây là chúng ta đến ngã ba Suối Tiên đó. Quốc lộ 1A đến ngay chỗ ngã ba Suối Tiên này là quẹo phải để kết nối vô đường xa lộ Đại Hàng năm xưa. Còn đi thẳng đó là quốc lộ 52 đi đến cầu Sài Gòn. Và nó có tên là xa lộ Hà Nội luôn. Đây ha, cầu vượt trên cao nè, rồi ở trên là tuyến metro số 1 nè. Hướng thẳng đó là đi quốc lộ 1A tiếp tục kết nối vô đường xa lộ Đại Hàng năm xưa. Ra qua ngã tư ngã ba Suối Tiên. Phố nói quyết tâm cuối năm sẽ cho chạy thương mại tuyến metro số 1 đầu tiên tại thành phố sau 16, 17 năm trời. Mức vốn đầu tư nó đội lên là năm 2008 là mức vốn đầu tư đâu đó nó có 17.000 tỷ à. Mà bây giờ là nó lên mấy chục ngàn tỷ rồi.
ga số 3 đây. Nhà ga số 3 có tên là nhà ga khu công nghệ cao nha các bạn. Bởi vì nó nằm ngay chỗ ngã tư, quẹo trái vô khu công nghệ cao đây. Bên phải chúng ta là công ty tập đoàn Coca-Cola đây các bạn. Coca-Cola xây nhà máy ở đây vào năm 1994-95, khi mà Việt Nam vừa mới bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Mỹ mở cửa bắt đầu là Coca nhảy vô liền, đặt nhà máy rất là lâu rồi ở đây rồi đó, năm 1994-95. Quẹo phải này là có thể đi vô trong cái bệnh viện Thủ Đức, cái nhà máy dệt Diệp Thắng năm xưa các bạn. Đường song hành đoạn này cho chạy được hai chiều ha, chúng ta sẽ đi được hai chiều. Phía bên phải chúng ta đây là nhà máy cấp nước Thủ Đức các bạn, được xây dựng vào những năm 1961 nè. Và khi xưa là thời Việt Nam Cộng Hòa là họ chọn cái quỹ đất nằm ở trên đây, nó là một cái ngọn đồi nha các bạn. Chúng ta đang chạy thôi thổi lên ngọn đồi đó. Đó, nhà máy nước đặt trên một cái ngọn đồi cao. Cung cấp nước cho toàn thành phố Sài Gòn. Công ty cổ phần BO. Công ty cấp nước Thủ Đức. Những bức tường mấy chục năm vẫn còn. Khi xưa nguyên cái khu làng đại học Thủ Đức này với lại cái làng đại học quốc gia là sau này là do kiến trúc sư Ngô Viết Thự lên cái bản vẽ nguyên cái khu vực này rồi các bạn. Đây cổng chính của nhà máy nước Thủ Đức nè, tổng công ty cấp thoát nước Sài Gòn. Nằm trên một ngọn đồi cao ha. Họ đã chọn vị trí rất là chính xác. Từ trên cao mới đổ cái áp lực nước đi về khu vực trung tâm của Sài Gòn được. Cảnh các xe ở khu vực miền Trung cũng như miền Bắc, container hướng về cảng Cát Lái các bạn, để đưa hàng hóa xuất nhập khẩu. Quẹo phải này là xuống bệnh viện Việt Thắng năm xưa, bệnh viện khá là lớn tại khu vực Thủ Đức, cũng như cái nhà máy dệt Việt Thắng. Đây chúng ta đến khu vực nơi giáp ranh giữa quận 9 với quận Thủ Đức, bây giờ nhập lại là thành phố Thủ Đức rồi. Năm 97 thì tách cái huyện, khi mà huyện Thủ Đức nâng lên thành quận, tách ra làm 3 quận, quận Thủ Đức, quận 9, quận 2. Bây giờ nhập lại rồi. Bên này là đường Võ Văn Ngân vô trung tâm của thành phố Thủ Đức, của quận Thủ Đức năm xưa. Bên kia là quận 9
có cái siêu thị Compact các bạn. Chúng ta vẫn tiếp tục len lỏi men theo tuyến metro số 1 từ Depot Long Bình. Về đến cầu Sài Gòn thôi, bởi vì đến cầu Sài Gòn là còn cái những nhà ga nổi nha các bạn. 11 nhà ga nổi. Đây là nhà ga thứ tư, thứ năm gì rồi, thứ tư. Nhà ga đó gọi là nhà ga Thủ Đức nha các bạn. Ghi ngã tư Thủ Đức thì nó dài quá. Ghi nhà ga Thủ Đức. Bên phải này là khu làng đại học Thủ Đức năm xưa đây các bạn. Đây mới gọi là khu làng đại học năm xưa đây. Cái khu này mình đã quay các bạn coi rồi, giới thiệu rồi. Cái khu này hồi xưa quy hoạch cho các giáo sư, những nhà giáo đầu ngành thời Việt Nam Cộng Hòa những năm 1961-63. Thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa xây dựng phân lô. Ở đây nhà được xây dựng theo mô hình là một nhà có gara và một cái hồ bơi. Đó là những khu biệt thự cho các giáo sư, nhà giáo đầu ngành của thời Việt Nam Cộng Hòa năm xưa đó. Hồi xưa nó có tên là đường Tự Do các bạn, bây giờ nó là đường Nguyễn Văn Bá. Sau này là đường gọi là đường Song Hành luôn. Đường Song Hành xa lộ Hà Nội. Thì đường xa lộ Hà Nội, cái đoạn từ ngã tư Thủ Đức này về đến cầu Sài Gòn là được đổi tên là đường Võ Nguyên Giáp rồi các bạn. Đây đến ngay chỗ ngã ba, đường này là đường Đặng Văn Bi. Quẹo phải này là đường Đặng Văn Bi vô trung tâm của quận Thủ Đức năm xưa. Bây giờ nó là thành phố Thủ Đức rồi. Cảnh kẹt xe rất là nặng ngay cái khu vực ngã tư Thủ Đức này. Ngã tư Bình Thái các bạn, đến đây gọi là ngã tư Bình Thái. Xe hơi lớn làng, xe Honda chạy. Nói chung là đây là đường hỗn hợp. Buổi sáng cũng có cảnh sát giao thông rồi. Chúng ta vừa qua đây là ngã tư Bình Thái nha các bạn. Tiếp tục len lỏi theo cái con đường Song Hành này về đến cầu Sài Gòn luôn. Để quay cái tuyến đường metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đây được gọi là khu cái đô thị đường sắt trên cao đầu tiên của thành phố đây, nhưng vẫn chưa đưa vô hoạt động sau 16 năm. Khởi công năm 2008 cho đến bây giờ năm 2024 rồi. Đây cái nhà ga tiếp theo. Thứ sáu thì phải, nãy giờ đếm quên luôn rồi.
nhà ga Bình Thái Station. Bên phải này là công ty điện lực các bạn, công ty truyền tải điện ha, thuộc nhóm 4 công ty truyền tải điện 4 điện quốc gia đó. Quẹo phải đây, đường này có tên là đường số 2, chạy ra đường Phạm Văn Đồng ra Bình Triệu các bạn. Cảnh mua bán vé số. Buổi sáng thì trên đường này mua bán đồ ăn sáng, cà phê, take away, cà phê mang đi. Vé số bán bánh mì đầy nhóc luôn. Giờ này là giờ 10 giờ mấy, 11 giờ rồi các bạn, dọn dẹp bớt rồi. Chúng ta đến ngã tư, đây là ngã tư, gọi là ngã tư MK các bạn. Về trái bên đó là vô quận 9, vô Phước Bình. Bây giờ nó trực thuộc thành phố Thủ Đức hết rồi. Tại sao gọi là ngã tư MK các bạn? Đúng chính xác nó là phải ngã tư RMK. RMK là một cái công ty của Mỹ chuyên về cầu đường, phục vụ cho cái chiến tranh tại Việt Nam đó các bạn. Nó có văn phòng tại cái tòa nhà Diamond Plaza. Mình đã nói rất là nhiều lần cái tòa nhà Diamond Plaza đó rồi. Đó là văn phòng của cái công ty RMK. À đây, ngã tư RMK, và người dân quen gọi là ngã tư MK cho nó ngắn gọn. Họ xây tuyến đường xa lộ Hà Nội này, hồi xưa gọi là xa lộ Biên Hòa, từ cầu Đồng Nai về đến cầu Sài Gòn, hai cây cầu. Xài hoạt động mấy chục năm cho đến bây giờ. Bên này là một cái công ty thép. Nhìn cảnh các nước, tuyến metro, xe lửa cao tốc chạy ào ào bên Lào. Họ làm đến 400 cây lận, trong khi mình có 20 cây à. Và cái dự án này cũng đang cuối giai đoạn, đang tranh chấp nữa, đang khởi kiện ì xèo các bạn. Mà nghe thông tin thì là gán quyết tâm đến cuối năm nay là phải đưa vô chạy thương mại. Bên này là một cái cảng, khi xưa là khu vực này là cái công ty xi măng Hà Tiên. Đây cổng xi măng Hà Tiên nè các bạn, bên phải. Ở bên trái đây nhà ga tiếp theo ha, nhà ga số 7, số 8 gì rồi. Nhà ga này gọi là nhà ga Phước Long. Đây cổng chính của công ty xi măng Hà Tiên đây các bạn. Quỹ đất cũ vẫn còn nè. Ta hoành ra đường xa lộ Hà Nội, còn đến đó là đường Sông Hành hết rồi. Đường đó là đi bọc vòng xuống cầu Rạch Chiếc. Qua cầu Rạch Chiếc là nó thuộc địa phận của quận 2 cũ, bây giờ nó thành phố Thủ Đức rồi. Đó, công ty xi măng Hà Tiên cũ năm xưa nó dài tới đây các bạn. Và nó chuyển vô cái khu phố cũ. Mình đã quay cái khu đó luôn rồi. Nói chung ở Sài Gòn mình quay nát bét hết rồi.
Đây các bạn, trước mặt chúng ta là cây cầu Rạch Chiếc. Và bây giờ chúng ta đi trên đường xa lộ Hà Nội, bây giờ đổi là đường Võ Nguyên Giáp. Đó, bên phải là tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Chúng ta đã đi từ cái depot Long Bình của quận 9 đi về quận Thủ Đức, quận 2 cũ bây giờ nó là thành phố Thủ Đức đó rồi. Depot là quận 9, quận Thủ Đức, quận 2, 3 quận 5, 9, 7 được tách ra từ cái huyện. Đó, tuyến metro đang chạy thử đây các bạn. Đến đây, thay vì đi thẳng sẽ vướng đèn xanh đèn đỏ thì chúng ta có thể quẹo phải vô trong này nha các bạn, nhưng mà mình thấy đèn xanh là mình đi thẳng luôn đường này để quay cái tuyến nhà ga tiếp theo, nhà ga số 8, nhà ga Rạch Chiếc nha các bạn. Đây những cầu bộ hành bắc qua tuyến nhà ga. Đây trên đầu chúng ta đây là những cây cầu vượt tại khu vực gọi là ngã ba Cát Lái năm xưa các bạn. Khu vực ngã ba Cát Lái năm xưa, khu vực này khi xưa rất là nhỏ hẹp, thường xuyên kẹt xe vào những năm 90. Bây giờ có những cây cầu vượt này tạo thành cái đường vòng cung rất là đẹp và thông thoáng. Đó, nãy chúng ta quẹo phải đi tránh cái đèn xanh đèn đỏ thì đi đường trong không có đèn xanh đèn đỏ. Đường ở trong. Vô đến khu quận 2, khu vực Thảo Điền, An Phú, An Khánh, khu nhà giàu rồi các bạn. Đến đây là chúng ta sẽ bắt gặp những tòa nhà chọc trời, những trung tâm thương mại lớn. Tại khu vực vùng ven năm xưa của Sài Gòn, huyện Thủ Đức năm xưa đó. Ta có thể quẹo trái bên này để đi đường đại lộ Đông Tây, là đường Mai Chí Thọ đó các bạn, đi về Hầm Thủ Thiêm. Đây tuyến nhà ga trên cao metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, chúng ta sắp về đến cây cầu Sài Gòn rồi. Nhà ga bắt đầu nhà ga số 9. Nhà ga ở đây gọi là nhà ga Thảo Điền, nhà ga An Phú. Bên này là phường Thảo Điền, khu nhà giàu. Những tòa nhà có tên là gì à? Đây những cây cầu vượt bộ hành bắt từ đường sông Hành bên kia dẫn bộ qua nhà ga bên này gọi là nhà ga An Phú các bạn.
nằm trước ngay cái khu trung tâm thương mại Vincom. À, những tòa nhà có tên là Mastery nha. Nhà ga số 9, nhà ga An Phú. Xa là chúng ta thấy cái cầu đi bộ để bắt vô nhà ga hướng từ bên phía phường An Phú, An Khánh của quận 2 cũ năm xưa. Đường song hành bên đó cũng là đường song hành các bạn. Đây nhà ga số 10, nhà ga Thảo Điền. Những cây cầu đi bộ này có chiều dài tùy theo cái đường xa lộ Hà Nội này các bạn, nó có tổng chiều dài đâu đó là 80m đến 150m, bề ngang 3,5m, bề cao là khoảng 5m. Qua cầu Sài Gòn chúng ta sẽ đến cái nhà ga cuối cùng ở trên cao, đó là nhà ga Tân Cảng. Cái công viên dưới chân cầu Sài Gòn. Đây cầu Sài Gòn 1, bên kia là cầu Sài Gòn 2. Cầu Sài Gòn 1 này là được cũng trùng tu sửa lại rồi. Sau mấy chục năm nó được xây dựng vào những năm 1961. Bên kia là cầu Sài Gòn 2 xây dựng hoàn toàn mới năm 2013 các bạn. Bắc qua dòng sông Sài Gòn. Không thấy chiếc tàu nào chạy ngang qua nữa hết vậy. Hồi nãy thấy một chiếc xe lửa rồi, bây giờ không thấy đoàn tàu nào hết. Đây các bạn, khu vực Tân Cảng năm xưa. Và đây là cái nhà ga nổi cuối cùng. Từ Depot Long Bình về đến đây, nhà ga Tân Cảng, nhà ga thứ 11 trong tổng 14 nhà ga. Và đây là nhà ga được coi là nhà ga lớn nhất nha các bạn, trong tổng 13 nhà ga trên cao. Bởi vì khu vực này, nhà ga này có đến 4 lên đường rầy lận. Bởi vì sau này chỗ này sẽ là điểm chuyển tiếp giữa tuyến metro số 5 để đi về ngã tư Bảy Hiền. Đây lùn dưới đây quay cái nhà ga Tân Cảng, nhà ga lớn nhất trong 11 nhà ga nổi trên cao đây các bạn. Đoạn đường này là đường Điện Biên Phủ trực thuộc quận Bình Thạnh rồi. Đây những cái tòa nhà cao ốc văn phòng, những cái building với văn phòng làm việc nơi đây rất là nhiều. Đó, cái cầu đi bộ. Tại cái nhà ga Tân Cảng này có một cái đường bộ hành duy nhất thôi ha. Nó phía bên kia không có, nó bởi vì nó gần với lại cái
cây cầu Sài Gòn ha các bạn. Trước mặt chúng ta đó là cái khu Tân Cảng năm xưa, quẹo trái đó là đường Ung Văn Khiêm để đi ra khu Thanh Đa, đi ra quốc lộ 13, đi ra Bình Triệu, luồn ở dưới cây cầu Sài Gòn qua cây cầu Nguyễn Hữu Cảnh, đi đường Nguyễn Hữu Cảnh là đi về trung tâm của quận Nhất, đi về bến Bạch Đằng đó. Đây trước mặt chúng ta nè, ga lớn nhất tại khu vực nhà ga Tân Cảng, còn ba nhà ga ngầm ở dưới nữa. Đi đến đây là bắt đầu đường còn nổi một đoạn ở khu vực Ngô Tất Tố thôi, sau nữa là bắt đầu đi ngầm ở dưới, sẽ gặp cái nhà ga ngầm đầu tiên đó là nhà ga Ba Son, kế đến là nhà ga Nhà Hát Thành Phố, rồi đến cuối cùng là nhà ga trung tâm Bến Thành. Rồi video cũng dài rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ bấm like và chia sẻ video giùm mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.